Ủa vô được hả? Được. Ở đâu vậy? Bên sàn nào? Bên Ngọc Phương Đông. Vô chổng luôn rồi hả? Đâu, chết mà, liên chết. Lai ca nó bao 26 triệu của em đó. Gì? Còn nó 26 triệu á. Em của em hả? Của em rồi. Em mua em đang bay hả? Em mua đó. Trời, tưởng này con đó luôn.
đại lý, giơ tay thật cao, hướng về quả cầu Vinhome Grand Park dành cho sự đồng lòng của chúng ta. Và chuẩn bị cùng nhau đếm ngược từ 10, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Hãy tiếp tục giữ vững tên class của mình, hãy tiếp tục giữ vững tù năng lượng của mình, để chúng ta cùng nhau thắp sáng đại công viên 36 ha. Những cái tay thật lớn nào. Đó chính là những ánh sáng lung linh huyền ảo. Đó chính là đại công viên 36 hecta Vinhomes Grand Park. Và đây chính là thành quả của 54 đại lý đã đồng hành cách đây gần 1 năm. Cảm ơn các anh chị, vỗ tay thật lớn dành cho các anh chị, xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn các đại diện đại lý đã tham gia trong khoảnh khắc này. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và xin mời các anh chị sẽ trở về vị trí để chúng ta tiếp tục những phần trình bày của người liên quan. Phó Thủ tướng Kinh doanh và Phát triển. Khoảnh khắc này đến từ tất cả các anh chị. Khoảng thời gian 1 năm vừa rồi, chúng ta đã đồng hành cùng nhau lan tỏa những nguồn năng lượng. Và bây giờ nguồn ánh sáng này đã mang đến những sắc màu lung linh và tuyệt vời nhất dành cho đại công viên 36 hecta Vinhomes Grand Park. Còn bây giờ hãy tiếp tục trở thành những người tỏa sáng với The Manhattan. Ngay bây giờ xin mời tiếp tục phần trình bày của anh Nguyễn Đức Quang. Trước khi vào cái phần trình bày của tôi thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn một chút về những cái thông tin về dự án của chúng ta. Thì cái The Manhattan đợt này chúng ta đưa ra